Chào các bạn, ở file video này tôi chia sẻ cái ý đó là kiểm tra cái sự hoạt động của cái hệ thống SenMax. Thì đầu tiên là chúng ta ở các cái file video trên là chúng ta đã cho SenMax nó kết nối với cả một cái SMTP server nào đó rồi, ví dụ như là Electric Email, Spotport, Amazon SendGrid hay là Mailgun. Thì sao, đã kết nối thành công rồi. Thì ở cái file video này để tôi hướng dẫn các bạn là tạo ra một cái list demo. Cái list demo có thể chứa các email danh sách của chính bạn, 5-10 cái email gì đó của chính bạn luôn. Có nghĩa là bạn sẽ soạn ra một cái chiến dịch nào đó, bạn tự bạn gửi cho bạn để xem là gì, cái email nó đến những cái email của chính bạn nó như thế nào. Đó, thì sao, thì ở cái file video này tôi chia sẻ cái ý đó. Để tôi nhắc lại là trước cái file video này là cái hệ thống email SendMax là bạn đã kết nối được với, đã kết nối thành công với cả một cái SMTP server nào đó rồi. Thì các bạn để ý là nó liên quan đến các cái file video ở trên. Các bạn lưu ý. Thì cái file video này thì kiểm tra cái sự hoạt động, tạo ra cái list danh sách khách hàng tiềm năng xong. Rồi sau đó là gì? Chúng ta có thể là verify cái email sống chết. Để chúng ta ôn lại cái bài trước. Cái bài trước là tôi cũng đã chia sẻ được cái cách là gì, là ép cái dịch vụ là kickbox. Đó, kickbox vào trong SenMax như thế nào rồi. Đó, rồi sau đó là gì? Là chúng ta soạn ra một cái chiến dịch ở dạng blend test thôi. Các bạn lưu ý là ở trong SenMax thì nó có hai cái loại chiến dịch. Một cái loại chiến dịch là regular, có là chúng ta đưa hình ảnh, đưa chữ, đưa link, đưa rất là nhiều thứ. Và một cái loại nữa là blend test, là chỉ có test không thôi. Test cơ bản, test đơn thôi. Do đó là gì? Với chiến dịch dạng blend test là chúng ta chỉ có dùng để test hệ thống thôi. Nó đơn giản như vậy. Test hệ thống để xem là gì, cái hệ thống nó hoạt động như thế nào mà thôi. Chứ còn nó không có tracking được. Nó không có tracking được open rồi click hay là not open rồi này kia đó các bạn. Các bạn lưu ý chỗ này nha. Nó hai cái dạng campaign, hai cái dạng chiến dịch như vậy. Rồi, thì cái file video tiếp theo này thì tôi hướng dẫn các bạn là cái cách kiểm tra cái sự hoạt động nó như thế nào. Rồi tôi xin bắt đầu như sau. Đó, đây là cái giao diện đăng nhập hệ thống SenMax ban đầu đúng không ạ? Cái địa chỉ tuy nó khác nhưng mà các bạn yên tâm, các bạn gõ là email.senmax.net xẹt login đây. Tôi đã để sẵn cái tài khoản của tôi rồi, mình bấm liên hệ vào thôi. Bấm login, đăng nhập vào hệ thống. Rồi bấm sending server, đây cái server đây, tôi đã có một cái server rồi. Server nào cũng được ha, tôi đang sử dụng cái server của Amazon, đã kết nối thành công rồi đó. Ở file video trên là tôi đã hướng dẫn các bạn rất nhiều cái SMTP server. Giờ đây là list, create list, tạo cái list. Thì cái list ban đầu như tôi nói hồi nãy để test cái sự hoạt động của hệ thống, do đó là gì? Cái list tôi đặt là demo 1, cái tên nó tùy. Và trong cái list này thì chứa email của tôi thôi. Tôi có 5-10 email rồi, nhập hết cái email vô đây. Các bạn lưu ý. Rồi, đây nhập các cái thông số chỗ này, default from name là tên. Rồi default subject chúng ta nhập cái gì đó, nhập name title được, computer, rồi ok, số phone, tất cả cái này chúng ta về cơ bản chúng ta nhập của các bạn nha. Rồi ok, đây from email này, từ email nào này. Rồi đây, rồi homepage, cái homepage này thích chúng ta có thể nhập vào luôn, không thì chúng ta sẽ để trống tùy các bạn chỗ này. Rồi cái setting chỗ này ha, để đến cái bài mà list tạo cái danh sách opt-in đó tôi sẽ nói sau. Nhưng mà đến cái chỗ này thì chúng ta để hoặc là tắt ba cái mục này, cái mục setting thì tùy. Sending server đó, chúng ta thấy này, on server cho gửi từ tất cả các server. Rồi xong, như vậy là cái list đầu tiên là xong. Rồi bấm vào đây, rồi sau đó là bấm đây, chưa có gì hết đúng không ạ, chấm thôi. Đó các bạn xem ha, đây list info này, cái màu này chúng ta tạo đó, về chúng ta chỉnh ở trong đây này. Rồi subtract, rồi subscriber đấy, chúng ta thấy này, inbox này, add này, đó add từng cái đó, hoặc là inbox cả một danh sách và excel vào. Thì chúng ta thấy ở đây nó có cái sample csv là cái file mẫu đó, đây tôi chớp chuột đó. Rồi tôi download cái file mẫu đó về xem cái định dạng như thế nào, các bạn xem ha. Rồi tôi mở cái file csv đó lên, rồi đó, đó chúng ta thấy email để trước, cái cột đầu tiên là cột email, cột thứ hai là cột first name, cột thứ ba là cột last name, các bạn để ý ha. Rồi cái cột đầu tiên là cột first name thì đó, tôi nhập tất cả cái này là email của tôi thôi. First name và last name là tôi cũng nhập đại, tất cả đều của tôi hết mà. Đó, nhập 50 cái email gì đó của bạn đấy, bạn các bạn lưu ý nhá, của chính các bạn á.
Còn Gmail thì chúng ta cứ tạo ra thôi, tạo miễn phí mà. Gmail Yahoo tạo miễn phí, chúng ta edit hết vô đây. Đó, edit hết hàng loạt vào. Các bạn lưu ý chỗ này ha, của chính các bạn nha, lưu lại này. Rồi, làm xong lưu lại, tắt đi, nó hỏi lưu định dạng không, lưu luôn. Save luôn. Rồi, save ra một cái file khác. À, rồi, tôi chọn chỗ lưu. Rồi, bấm save, xong. Rồi bây giờ chúng ta bấm dấu cộng để import lên thôi. Đó, dấu cộng rồi chọn cái tên file đó ở ngoài desktop này. Rồi, đây, cái file này đây. Mô 7. Rồi bấm import. Rồi, chúng ta xem nha, chương trình có đưa được lên không nha. Vừa email vừa tên luôn, đó, nó đang chạy các bạn, bạn chờ một chút nó sẽ thông báo thôi. Đó, ở đây có 5 thôi mà nó nhanh. Đã, xong rồi đó, nó báo đó. 5 xẹt 5 nữa là lên 5 rồi. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào list lại. Rồi. Và chúng ta bấm vào mục demo 1 này, bấm vào chỗ này này. Đấy, chỗ tôi chốt châm chuột đấy. Rồi xong rồi bấm vô trong phần subscribe view all. Đó, view all nữa là xem tất cả. Lên đó, đưa lên đó. Đó chúng ta thấy email này, rồi first name last name này. Chúng ta để ý cái thứ tự, cái cột của nó ha, first name last name. Đó cái chữ chúng ta để ý này. Ồ, cái chữ nó bị lỗi rồi. À, như vậy trong cái file CSV là chúng ta phải định dạng lại. Chúng ta để ý chỗ này ha. À, thôi cái này lỗi rồi nhưng mà không sao, đi test mà tôi tạo luôn chiến dịch luôn, cầm ben này, vô cầm ben đó, tôi tạo clear cầm ben đó. Thì trong này đó, regular gặp len test thì như này tôi đã giải thích rồi. Thì regular là gì, là chiến dịch gửi đi dạng đầy đủ hết, đầy đủ các cái chữ hình ảnh video luôn. Còn len test là chỉ có chữ thôi, nhưng mà len test thì chúng ta không có checking được, chúng ta để ý nha, ai mở ai không mở chúng ta không có checking được. Rồi chọn list này, chọn cái list nào này, bấm next này. Rồi bước tiếp theo là nhập vô này, chỗ này là tên chiến dịch này, tên chiến dịch các bạn nhập gì các bạn nhập ha, thoải mái. Rồi tôi đặt là campaign 1 luôn. Email subject này là cái tên tiêu đề email đó, nó xuất hiện ở trong mail mail khách hàng, các bạn lưu ý nha. Rồi cái tên và cái from email và reply email chỗ này. Rồi đề kim chỗ này chúng ta tạm tắt chỗ này, tôi bấm next. Rồi cái đề kim thì tôi sẽ giải thích sau. Rồi đây qua template này, đến đây thì chúng ta chỉ có gõ chữ không thôi, tại vì nó dạng blend test mà, chúng ta đưa hình ảnh rồi đưa link này ghi vô đồ đó, rồi sử dụng các cái thẻ tag các bạn nha, nhớ này bắt buộc có ấn subscribe nha. Rồi chào bạn gì đó, gắn cái first name vô, ví dụ chào bạn Tiến, chào bạn Tùng, ví dụ như vậy. Rồi nội dung tôi lấy đại cái nội dung ở trên mạng. Rồi tôi copy từ đây đến đây, Ctrl C đó, rồi dán vào đây. Các bạn thấy ha, đó tôi soạn đỡ phải soạn mất công. Rồi ok, nhớ có một cái câu đó là gì, nếu mà cái email này mà gây ra cái sự phiền phức hoặc bạn không thích nhận cái email này ở những cái chiến dịch sau đó, thì bạn vui lòng bấm vào unsubscribe để thoát ra khỏi cái danh sách nhận mail của chúng tôi. Rồi sau đó chúng ta chèn cái unsubscribe vô ở trên ha, cái này tôi hơi nhầm một chút ở trên đó. Rồi các bạn để ý ha, đó cái unsubscribe url, các bạn để ý cái thẻ tắt đó. Rồi qua schedule là gì, là cái lập lịch ngày giờ nào đó, đây là ngày này, đó, đây là giờ này đó. Rồi bấm nét đó, các bạn thấy đó. Rồi đây nó thống kê lại này, đó, 5 người nhận này, email subject là gì này, reply này, checking này và run ad này đó. Rồi ở đây đến đây thì sao, thì chúng ta một là chúng ta gửi luôn rồi, nó sẽ run test đó, send test, send một cái file kiểm tra đó. Đó tôi mở là mail gạch ngang tester các bạn nha. Rồi copy cái file này, copy cái này. Đó. Rồi dán đây thử coi là mail test nó có tới được hay không. À, tới thì nó chấm điểm như thế nào. Mail tester nó có chức năng như vậy đấy. Rồi, đi được rồi đó. Xong, gửi được cái mail test thành công đã, về tôi bấm send. Send gửi chiến dịch luôn. Đó, tôi làm đúng cái bài bản đó, các bạn làm mai mai đây demo thôi. Nhưng mà sao, ngày mai làm thật cũng y chang cái này, cái khác gì cả. Rồi bấm check cho score. À, hồi nãy cái chiến dịch nó đến đây, chúng ta thấy là chấm điểm rất là cao. Như vậy là gì, chắc chắn vào mailbox, vào inbox mà đã, đây là tiêu đề email này đó, các bạn thấy nó vẫn còn nghi ngờ vô hai cái server chấm spam đây, nó không vấn đề gì. Trung bình là 7 8 điểm trở lên là ok lắm rồi các bạn. Rồi các bạn để ý ha, rồi chờ một chút để cho nó đẩy 5 mail đi, 5 mail là đẩy đi chắc chắn nó rất là nhanh thôi. Cái send mắc này thì mỗi lần đẩy đi nó lên đến hàng chục, hàng trăm ngàn email cơ, còn vài email này thì chả có nhầm nhò gì. Rồi ok, chúng ta để ý ha. Rồi nó có đi hay không thôi, đến được cái 5 cái địa chỉ email thôi, chứ còn checking chưa checking được, tại vì cái này là
là comment là dạng là plan test đó, đi được rồi, đi được tới bốn cái đó, một cái không hiểu sao chưa đi được đó, các bạn lưu ý ha. Đòn là hoàn tất rồi đó các bạn đấy, đấy. À, đi rất là nhanh đó các bạn thấy, để đây nó chưa có tracking được đâu nha các bạn nha. Đó, mở đây này, rồi các cái mở các click open hay not open này kia đó, tại vì tôi nhắc lại đây là chiến dịch ở dạng blend test, là chúng ta để test xem là gì, là email nó có đi được hay không thôi. Đó, đây trọng tiến này, rồi đi được thì tới đâu đó, chúng ta thấy ô như vậy là đó, inbox chắc chắn rồi, inbox chắc chắn rồi các bạn thấy này. Đấy, tôi bấm vào đây xem này. Đó, bấm vào đó, chúng ta thấy có tên này này. À, tên hơi lỗi tí tại vì ở trong cái format của file CSV, còn ở dưới là nội dung. Đó, các bạn thấy đấy, cái chỗ này tôi nhầm này, đang đấy tôi phải chèn cái link unsubscribe mới đúng. À, tôi lại chèn cái lộn cái thẻ tắt đó các bạn, đấy nha. Rồi, tôi kiểm tra trong hiển thị thư gốc này, các cái SBS, DKIM và DMAT thì còn. Đó, các bạn thấy, SBS và DKIM được rồi, còn cái DMAT nó fail chả vấn đề gì. Các bạn thấy ha, SBS và DKIM là hai quan trọng nhất. Hai quan trọng nhất. Rồi còn cái DMAT là cái record này, nó trả email về nếu như bị lỗi. Rồi tôi vô cái thư mục khác, à cái email khác nha, email khác để chúng ta thấy này. Đó, như vậy là tất cả mail đều được tới inbox. Đó, đây là cái mail số 2 rồi. Đó, các bạn thấy đây là nội dung email này. Đó, đây là cái tên personalize, có nghĩa là tên tương tác tên riêng. Đó, các bạn đấy. Rồi mail khác nữa. Mail khác nữa, tôi kiểm tra từng mail một như vậy đó các bạn. Có 5 email của tôi hoặc là 10 email tôi phải kiểm tra hết. Đó các bạn thấy. Đây, tới rồi này. Đó, chúng ta thấy cái thời gian là đằng sau chúng ta thấy nó đi rất là nhanh và chắc chắn là vào được inbox. Đó, chúng ta để ý, đây là nội dung. Rồi, tương tự như vậy thì các email tiếp theo thôi, cứ mở lần lượt. Bạn có 5 email, bạn có 10 email, bạn lần lượt các bạn mở lên hết. Ra tôi trả lời này, bấm reply trả lời để các bạn xem này. Đó. Ok, đã nhận được này, Thanh Cường này. Đó, các bạn thấy không? Rồi, tôi reply luôn xem nó có vào được cái mail reply hay không. Đó, mail reply là mail gì? info@cường.com đó các bạn. Đó, rất là cẩn thận các bạn thấy không ạ? Rất là cẩn thận. Rồi, mail đi nhưng mà mail về nữa. Khách người ta nhận thông điệp của mình, người ta thích người ta reply thì sao? Đúng không? Người ta reply thì điều gì xảy ra bây giờ? Đó, các bạn lưu ý cái chỗ này ha, giờ chúng ta test luôn. Đó, info@cườngbiz.com chúng ta thấy đây đó. Đó, bấm vào luôn đó, đấy ok này, đã nhận được này, Thanh Cường này, à Thanh Cương này, các bạn thấy này, đó thấy không nào. Rồi như vậy là đầy đủ hết. À, mail đi và mail về và mail bảo đảm là vô inbox của khách hàng đấy, để chúng ta thấy là khi mà test hệ thống đó, thì các bạn test nó rất là cẩn thận và chậm rãi như vậy. Rồi cái bài chia sẻ về cái ý là kiểm tra sự hoạt động của hệ thống là đến đây là hoàn tất, thì chúc các bạn là thực hành cái phần này thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo.